nằm trong chuỗi các hoạt động tuần lễ đầu năm học năm 2024-2025. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2024, Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh tiến hành thực hiện chuyên đề phòng chống đuối nước cho học sinh toàn trường. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng xem video phòng chống đuối nước do thầy Huỳnh Trí Thức, giáo viên tổ thể dục quốc phòng hướng dẫn nhé. Các bạn tự suy nghĩ. Những đối tượng nào là đối tượng có nguy cơ về đuối nước? Chúng ta nãy chia ra là ba đối tượng, nhóm đối tượng đúng không ạ? Một nhóm đối tượng là biết bơi, một nhóm đối tượng là chưa biết bơi và một nhóm đối tượng là chưa tự tin. Như vậy thì theo các bạn, nhóm nào, đối tượng nào hay là nhóm nào hay là những ai có nguy cơ bị đuối vì nước? Thầy cần cái cánh tay các bạn trao đổi đi ạ. Ai sẽ là người hay là nhóm nào có nguy cơ đuối nước cao? Có cánh tay nào không ạ? Có nhóm nào không ạ? Thôi thầy mời đại diện của lớp 11 anh Năm đi. Giới thiệu tên. Một tràng pháo tay thật lớn cho bạn ở tập thể đến từ chi đoàn lớp 11A5 ạ. Cảm ơn em, mời ngồi xuống. Rõ ràng, nhóm chưa biết bơi là nhóm có nguy cơ cao về bị đuối nước. Hoàn toàn chính xác. Rồi thầy hỏi thêm câu hỏi phụ. Vậy, theo các bạn cho thầy biết, những 15% nhóm ở trường mình tự tin giơ tay cao bằng tay phải là mình đã biết bơi. Như vậy thì 15% này có nguy cơ đuối nước hay không? Có không ạ? Rồi cảm ơn các bạn, đa phần là các bạn đều nhận biết được vấn đề này. Tại sao biết bơi mà lại bị đuối nước? Tại sao? Tại sao ạ? Bạn nào biết tôi giải thích giùm thầy đây. Thầy không biết. Chứ theo quan điểm hồi xưa giờ tôi biết bơi là tôi không đuối nước đó. Bây giờ các bạn, thầy mới nghe một ý của các bạn là hầu như đa phần các bạn đều thẳng thắn nhận định rằng 15% các bạn trừ mình đã biết bơi nhưng vẫn có khả năng bị đuối nước. Đúng không? Đây là một cái nhận định mới. Theo gì, thay vì trước đây quan điểm trước đây là gì ạ? Tôi biết bơi và tôi sẽ không bị đuối nước. Nhưng bây giờ lại là chúng ta đặt ra một cái giả thiết là mặc dù đã biết bơi nhưng vẫn có khả năng bị đuối nước. Như vậy trường hợp nào những người biết bơi bị đuối nước? Trường hợp nào ạ? Mạnh dạn lên các bạn, trường hợp nào? Cần các cái tay lên các bạn. Thôi thầy giao lưu với các người đi. Mời các bạn có 10 ạ. Ưu tiên cho có 10. Tại vì các anh chị có 11, 12 thì hàng năm thầy đều đã có trao đổi. Tuy nhiên là mỗi năm thì trao đổi khác nhau. Thì nhiều khi những vấn đề mới thì các anh chị cũng chưa có tự tin lắm. Bây giờ thầy muốn tìm hiểu ở cái khối 10 của chúng ta coi. Chúng ta đã được trang bị kiến thức của mình về phòng tránh đuối nước từ bé đến giờ như thế nào. Đúng không? Thì thông qua cái câu hỏi của thầy là các bạn đều có nhận định rằng mặc dù là biết bơi nhưng vẫn có khả năng đuối nước. Như vậy thì theo các bạn thì trong trường hợp nào người biết bơi bị đuối nước? Trong trường hợp nào ạ? Các bạn mạnh dạn lên. Ai ạ? Có bạn nào tự tin không ạ? Thôi là nhờ lớp trưởng của 10A1 đi ạ. Lớp trưởng 10A1 ạ. Mời em mình có lớp trưởng chưa? Thôi mời lớp trưởng ạ. Mời lớp trưởng đứng lên ạ. Đâu lớp trưởng đâu? Rồi lớp trưởng 11 thì chủ nhiệm ra báo là đã có vấn đề, có việc riêng nên xin phép về. Vậy lớp trưởng 12 ạ? Lớp trưởng 12 đâu ạ? Rồi mời bạn.
đứng tại chỗ để thầy sẽ hỗ trợ. Đây, lớp trưởng của 12 sẽ đại diện cho hơn 1.400 học sinh trường Vị Thanh nhận định đánh giá về khả năng bị đuối nước của 15% các bạn xin biết bơi. Lý do? Do như tên. Như tên mình. Dạ, em tên học lớp 12. Khả năng bị đuối nước là bị chuột rút và bị nhiễm hơn. Rồi cứ nói, mình cứ trao đổi thẳng thắn đi. Tiếp tục đi. Gì nữa? Động viên bạn lớp 12 một tràng pháo tay đi các bạn. Bạn cho rằng thứ nhất là nguyên nhân là dẫn đến đuối nước là do chuột rút. Đúng rồi, mình biết bơi nhưng mà bị chuột rút thì sao? Cũng có khả năng bị đuối nước. Rồi trường hợp thứ hai bạn nói là bị thiếu hơi, thì hầu như trường hợp nào thiếu hơi thì cũng mới là đuối nước. Đó là theo quan điểm trước đây các em thì cho rằng những người nào biết bơi thì thường là không bị đuối nước. Không bị đuối nước thì đây là một cái quan điểm sai lầm nha các bạn. Chúng ta biết bơi nhưng vẫn bị đuối nước. Khi nào? Khi chúng ta thiếu kiến thức và kỹ năng phòng tránh đuối nước. Các bạn khẳng định giùm thầy, thiếu kiến thức và kỹ năng phòng tránh đuối nước. Thì kỹ năng phòng tránh đuối nước thì nãy là lớp trưởng của lớp 32 đó là có nói một vấn đề là bị chuột rút. Khi chúng ta lỡ gặp cái sự cố là chuột rút thì chúng ta phải biết cách để khắc phục cái vấn đề chuột rút này để ta phòng được cái đuối nước. Còn nếu không biết thì chúng ta sẽ dễ dàng bị đuối nước, đúng không? Đúng không nè? Thì ngoài ra nó còn rất là nhiều, chẳng hạn như là thiên tai, lũ quét chẳng hạn. Với cái tốc độ của lũ quét như vậy thì dù cho mình có là thần giống như là cả ánh viên đi chăng nữa thì khả năng đuối nước cũng rất là cao, đúng chưa? Có kỹ năng bơi đó, nhưng mà cái thiên tai nó bất ngờ thì cũng dễ dẫn đến là đuối nước. Rồi gì nữa? Thiên tai, rồi lũ lụt, rồi các cái tình huống bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn như là chúng ta đi biển, đúng không? Các bạn đi biển, các bạn có thấy cái cờ cắm lá cờ màu đen không? Ngoài biển không ạ? Vẽ cái đầu lâu và hai khúc xương chéo nhau màu đen. Thì các bạn đừng tò mò, đừng dại dột đến khu vực đó. Đó là khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở cát. Mà khi các bạn rơi vào những cái hố đó thì dù cho các bạn có kỹ năng bơi đến đâu đi chăng nữa, các bạn vẫn có khả năng bị đuối nước. Được chưa? Bây giờ khẳng định lại, mặc dù chúng ta có biết bơi nhưng vẫn có khả năng bị đuối nước nếu chúng ta thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng phòng tránh đuối nước. Được chưa? Thì dẫn ý vậy cũng dẫn đến là đuối nước. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại tiếp theo nội dung. Thì hồi nãy một bạn của lớp 11A5 bạn có trao đổi là cái nhóm